vừa trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Ấn Độ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc liệu nước này có tiếp tục vượt qua Trung Quốc trên các đấu trường khác hay không. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào ảnh hưởng ngày càng tăng của siêu cường Nam Á trên trường quốc tế, và ngành du lịch cũng không ngoại lệ. Theo các báo cáo gần đây, đến năm 2024, người Ấn Độ dự kiến sẽ chi hơn 42 tỷ đô la mỗi năm cho các chuyến du lịch nước ngoài. Ấn Độ đang trải qua điều mà Omri Morganston, giám đốc điều hành của trang web du lịch và đặt phòng Agoda, gọi là sự bùng nổ du lịch, và hiện là điểm đến nước ngoài đang phát triển lớn nhất. Ông cho biết thêm, trong khi tổng số du khách đến từ một số quốc gia khác cao hơn, thì không có ngành du lịch của quốc gia nào phát triển nhanh như của Ấn Độ. Nó cũng không chỉ là về số lượng người đi du lịch. Đất nước này đang tiếp tục rót hàng tỷ đô la vào việc phát triển ngành hàng không và củng cố vị thế là một trung tâm du lịch. Các chuyên gia cho biết, người Ấn Độ du lịch nước ngoài nhiều hơn phần lớn nhờ những cải tiến về cơ sở hạ tầng và mở rộng trong lĩnh vực hàng không. Chính phủ Ấn Độ năm nay công bố kế hoạch chi 980 tỷ rupee, 11,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 để xây dựng và hiện đại hóa các sân bay trong nước theo Reuters. Trong số này có sân bay quốc tế Noida, nằm ở thành phố Jhuwar thuộc bang Uttar Pradesh. Theo Times of India, Noida dự kiến trở thành sân bay lớn nhất châu Á. Sân bay này sẽ mở cửa vào năm 2024 và giúp tăng cường khả năng kết nối giữa thủ đô Delhi và Uttar Pradesh. Trong khi đó, sân bay Indira Gandhi ở Delhi lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 sân bay quốc tế bận rộn nhất thế giới trong năm nay với 59,5 triệu hành khách năm 2022. Ông Morganston cho biết du lịch nước ngoài gia tăng không chỉ là kết quả đầu tư của chính phủ Ấn Độ mà còn của các hãng hàng không tư nhân. Tôi nghĩ rằng có sự kết hợp giữa việc chính phủ đầu tư vào các sân bay và bản thân các hãng hàng không đang thực hiện những động thái rất táo bạo để gia tăng hoạt động, ông nói với CNN. Trong đó, phân khúc hàng không giá rẻ là một phần không thể thiếu trong chiến lược tăng trưởng của chính các hãng hàng không và trong việc mở rộng thị trường hàng không Ấn Độ. Bất chấp khó khăn, các hãng hàng không đang tiếp tục đưa ra những lựa chọn bay giá rẻ. Hồi tháng 2, Air India đã mua gần 500 máy bay mới, số lượng nhiều nhất từng được một hãng hàng không mua trong một đơn hàng. Trong 2 năm qua, hãng cũng đã tăng tần suất bay trên các tuyến hiện có và mở thêm một số tuyến mới đến các địa điểm nổi bật ở châu Âu và Mỹ. Air India không phải là hãng hàng không duy nhất đẩy mạnh cuộc chơi. Đầu tháng 6, hãng hàng không giá rẻ IndiGo thông báo bổ sung 174 chuyến bay mới hàng tuần và 6 điểm đến mới trên khắp châu Phi và châu Á. Để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng tăng, Ấn Độ cũng đã mở rộng chương trình cho thuê máy bay cho cả các tuyến nội địa và quốc tế. Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Jyotiraditya Scindia cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng không Ấn Độ hồi tháng 3. Dựa trên dữ liệu do Agoda thu thập, người Ấn Độ đang du lịch đến đa dạng các quốc gia hơn. Năm 2019, 3 điểm đến phổ biến nhất của người Ấn là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Hiện tại, chúng tôi thấy ngày càng có nhiều người Ấn Độ đến Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia, ông Morganston nói. Chẳng hạn, du khách Ấn Độ đến Việt Nam dự kiến tăng trưởng ít nhất 1.000% so với mức trước đại dịch, theo ông. Nhìn chung, Đông Nam Á rõ ràng là điểm đến hàng đầu của du khách Ấn Độ. Trong khi đó, không có nhiều người Ấn Độ du lịch đến Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Ông Morganston cho rằng một phần là do những nước này ở xa Ấn Độ, nhưng cũng có thể là do họ thiếu nhận thức về thị trường Ấn Độ. Khi chúng tôi nói chuyện với các cơ quan du lịch của các nước này, họ công nhận Ấn Độ là một quốc gia đang phát triển và tất cả họ đều có kế hoạch gì đó. Nhưng khi nói đến việc quảng bá các điểm đến cho khách hàng Ấn Độ, họ chỉ mới bắt đầu, ông Morganston nói. Để thu hút nhiều du khách Ấn Độ hơn, ông Morganston đề xuất các quốc gia cần giảm bớt các hạn chế về thị thực và tăng số chuyến bay từ Ấn Độ. Ấn Độ gần đây trở về thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi liệu Ấn Độ có vượt mặt Trung Quốc trong những lĩnh vực khác, chẳng hạn như du lịch hay không. Trong khi thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc đã tăng vọt trong hai thập kỷ qua, thì sự bùng nổ của Ấn Độ đến muộn hơn một chút. Ông Gary Bauman, người sáng lập Checkin Asia, cho rằng một phần là do sự khác biệt về lĩnh vực hàng không giữa hai nước. Ở Ấn Độ, ngành hàng không hiện nay chủ yếu bao gồm các hãng hàng không tư nhân cạnh tranh với nhau. Trong khi đó, Trung Quốc có 3 nhóm hãng hàng không chính do chính phủ phát triển và hợp nhất. Mỗi nhóm hoạt động ở các khu vực cụ thể, Air China có trụ sở tại Bắc Kinh, China Eastern có trụ sở tại Thượng Hải và China Southern có trụ sở tại Quảng Châu. Kết quả là, chính quyền Trung Quốc thực sự có thể kiểm soát số lượng và tần suất của các tuyến bay, đặc biệt là đến Đông Nam Á và Đông Bắc Á, vì 3 nhóm hàng không này không cạnh tranh với nhau, ông Bauman nói. Trong khi đó, các nước khó mở thêm đường bay đến Ấn Độ vì họ phải thương lượng với nhiều hãng hàng không khác nhau của nước này. Điều này là yếu tố chính làm chậm tốc độ tăng trưởng du lịch nước ngoài của Ấn Độ trong thập kỷ qua, ông Bauman cho biết. Trước đại dịch, Trung Quốc là thị trường khách du lịch nước ngoài lớn nhất của Đông Nam Á. Năm 2019, các quốc gia Đông Nam Á đã đón 32,3 triệu du khách từ Trung Quốc, so với chỉ 5,3 triệu du khách từ Ấn Độ. Các nước Đông Nam Á đang có động thái nhằm đa dạng hóa thị trường khách du lịch của họ, để không chỉ đơn giản phụ thuộc vào Trung Quốc, ông nói thêm. Tuy nhiên, để nói đến việc Ấn Độ vượt qua Trung Quốc về du lịch nước ngoài, ông Bauman tin rằng có thể phải mất 2 thập kỷ nữa. Theo CNN Travel, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.